Bây giờ chúng tôi vừa mới rời khu vực chợ Trung Thu ra nhá, chợ đêm. Bây giờ đi lượn cái dọc tuyến phố cũng là chợ đêm luôn này. Khu vực bán quần áo này, giá 60k. Này 120. Hơn 11 giờ 5 phút. Lượng khách cũng đã thưa dần. Tránh thật kéo. Đứng lên đây đỡ phải đi này. Đứng đây đỡ phải đi bộ này. Dẫm lên đó đỡ phải đi bộ. Đây nhiều người cùng hạ cân với Nguyệt nhỉ. Đây. Đây là hàng đường. Chân này bao nhiêu nhỉ? Chân này 150. Cái chân bé này. Dạ. Chân bé 50. Này thì 50 40. À. A blessing to not be here. Heaven here, shall it? Thank you.
Mua rồi đấy chứ. Xem còn cái gì nữa. Đồng giá 10.000 một sản phẩm và xem hàng đi anh chị ơi. Wow. Go to beach in Bali. Wow. The beach is the two of them. Kem ống Hội An. Kem này ăn rồi. Lại muốn ăn kem à? Có màu gì chị? Kéo điện kìa con. Hello chị. Kem ống à? Không, anh thì không ăn đâu. Chị có sô-cô-la không? Chị có hai bình sô-cô-la không? Kem ống Hội An. Thank you.